Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, trong bản tin kỳ này chúng tôi xin được nhắc đến con số 57%. Đây chính là tỷ lệ doanh nghiệp muốn tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh của mình tại Việt Nam theo như một khảo sát mới đây của Phòng Thương mại Mỹ AmCham tại Singapore. Cuộc khảo sát này được thực hiện với doanh nghiệp tại 7 nước trong khu vực Đông Nam Á, gồm có Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Khảo sát này đã gây được sự chú ý của các tổ chức quốc tế khi Ngân hàng Thế giới World Bank tiếp tục dẫn thông tin này để một lần nữa chứng minh rằng các nhà đầu tư nước ngoài tuy có lo lắng nhưng vẫn rất lạc quan về tương lai kinh doanh tại Việt Nam. Thưa quý vị, thực ra kế hoạch mở rộng quy mô của các doanh nghiệp ngoại tại Việt Nam có gì quá đặc biệt hay không? Và nhất là các doanh nghiệp không thuộc những ngành sử dụng nhiều lao động giá rẻ nghĩ gì về triển vọng kinh doanh ở Việt Nam lúc này? Chúng tôi thấy nhiều cơ hội kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại. Rất nhiều công ty châu Âu đã thành công khi phát triển sản phẩm mới tại Việt Nam. Từ chi nhánh ở Singapore, chúng tôi đã nhận thấy thị trường Việt Nam vẫn còn rất nhiều đất để dùng võ. Vì vậy, tổng công ty đã hết sức hỗ trợ chi nhánh Singapore phát triển thị trường xa hơn, cụ thể là tại Việt Nam. Tương tự, những liên doanh giữa nước ngoài với đối tác Việt Nam cũng cho rằng thị trường tài chính đang rất rộng mở, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm xuất khẩu. Thì về cái kế hoạch kinh doanh cụ thể trong 6 tháng tới thì thường thì công ty nào cũng có kế hoạch kinh doanh, thì chúng tôi cũng có kế hoạch kinh doanh rồi, nhưng mà cụ thể thì cũng không có cái gì mà thật là đặc biệt cả. Chỉ có đặc biệt là chúng tôi sẽ phát triển kinh doanh về mảng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu này thôi, tại vì chúng tôi thấy cái tiềm năng của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.